Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi làm một cái video có tên là ly hôn nộp tòa nào. Thưa quý vị và các bạn, ly hôn nộp tòa nào là một trong những video mà tôi tặng cho kiều bào của mình ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, nhưng một cái dịp có một cái khách hàng hỏi với tôi như thế này: chị ơi, bây giờ em đi du học ở nước ngoài mà em cũng đã có gia đình ở Việt Nam rồi, nhưng mà bây giờ em qua bên đó em muốn kết hôn với người nước ngoài. Hiện tại thì em đang chưa có quốc tịch nước ngoài vì em đi du học mà em vẫn còn có chứng minh nhân dân hộ khẩu. Vậy thì em phải làm sao? Thưa quý vị và các bạn, một cái câu là em phải làm sao? Đó là một cái vấn đề mà luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc cần gửi đến quý vị và các bạn. Thứ nhất, chúng ta sẽ chọn, nếu trong trường hợp cái cô này đang có quốc tịch, đang còn chứng minh nhân dân hộ khẩu, vậy được xem như họ là người Việt Nam. Nếu như trong trường hợp họ đang ở Việt Nam thì dễ thôi quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến ly hôn tại nơi có người chồng đang cư trú, đang sinh sống và đang làm việc. Còn trong trường hợp hiện tại vì cái cô này có chồng nhưng cổ du học nước ngoài, cho nên chọn thẩm quyền tại nơi mà người chồng là tòa án nhân dân tỉnh, thành phố. Thưa quý vị và các bạn, còn một cái dạng thứ hai nữa, đó là cái dạng mà người Việt Nam mình đã có quốc tịch nước ngoài nhưng mà muốn ly hôn với người chồng Việt thì như thế nào? Hôm nay nhân một cái dịp video của 19 video tặng kiều bào nước ngoài, tôi muốn làm một cái video này để phân cho quý vị rõ hai cái nguồn. Thứ nhất, quý vị nếu trong trường hợp quý vị đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài mà quý vị và các bạn còn quốc tịch Việt Nam, tức là đại khái là còn chứng minh nhân dân hộ khẩu và Việt Nam, tức là có thể cái dạng này có thể rằng là họ là người đi xuất khẩu lao động ở bên đó và sống lưu vong, cũng có thể rằng là còn trong hợp đồng hoặc không trong, còn trong hợp đồng. Cái dạng thứ hai đó là cái dạng mà đi du học ở một số nước như là Canada, Hoa Kỳ và Mỹ, đó là cái dạng mà mình vẫn còn chứng minh nhân dân hộ khẩu. Thì trong trường hợp này thì mình, nếu trong trường hợp mình về Việt Nam thì mình sẽ chọn thẩm quyền là tòa án nhân dân cấp quận, huyện, nơi mà mình, cái người mà chồng hoặc vợ mình đang sinh sống. Cái trong trường hợp thứ hai là trong trường hợp cái người muốn ly hôn họ đã có quốc tịch nước ngoài nhưng mà ly hôn với người Việt Nam, thì rõ ràng trong trường hợp này mình phải chọn cái nơi ly hôn là tòa án nhân dân cấp tỉnh. Vậy cho quý vị và các bạn sẽ phân biệt, nếu trong trường hợp các bạn có bạn bè, có đồng nghiệp, có những người quen, người thân, bà con, họ hàng mà họ cần đến quý vị và các bạn, thì các bạn hãy chỉ cho họ rằng theo như cái chương trình dân ta phải biết luật ta nói rằng là, thì theo mình nghĩ rằng đây là thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân quận, huyện, hoặc là bây giờ thuộc thẩm quyền tòa án nhân dân tỉnh. Cái trường hợp thứ hai đó là nộp đơn khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, cái việc nộp đơn khởi kiện nếu trong trường hợp đương sự, tức là nguyên đơn đó, cái người mà muốn được ly hôn họ đang ở Việt Nam thì họ sẽ làm đơn khởi kiện. Thì thường một số tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thì vẫn có cái mẫu biểu, và thế là chúng ta chỉ cần điền theo mẫu biểu. Và trong cái mẫu biểu này thì chúng ta cần cung cấp cho tòa án một số cái thông tin như là giấy chứng nhận kết hôn nè, chứng minh nhân dân hộ khẩu của nguyên đơn và nơi cư trú của bị đơn. Và trong đó nếu trong trường hợp các bên có con chung thì sẽ cung cấp được cái giấy khai sinh của con chung. Chỉ cần những cái giấy tờ đó thôi thì chúng ta có thể nộp đơn khởi kiện tại tòa án xin được đơn phương ly hôn. Cái trường hợp thứ hai mà trường hợp này tôi muốn nhấn mạnh đến quý vị và các bạn, trong trường hợp quý vị các bạn đang ở nước ngoài
mà các bạn không ở về Việt Nam được, mặc dù quý vị còn quốc tịch Việt Nam, quý vị còn chứng minh nhân dân hộ khẩu ở Việt Nam, hoặc là quý vị có quốc tịch nước ngoài nhưng mà phải ly hôn với người vợ, người chồng ở Việt Nam, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ làm cách hai, đó là chúng ta sẽ cũng chuẩn bị những cái giấy tờ như vậy thôi, cũng là hộ chiếu nè, passport đó, rồi giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh các con, và trong trường hợp này thì chúng ta phải làm cái đơn khởi kiện và nhờ một người nào đó ở phía Việt Nam sẽ giúp mình khởi kiện tại tòa án nhân dân tỉnh nơi người chồng hoặc người vợ mình đang sinh sống. Và các bạn nhớ nha, tất cả những cái thủ tục, những cái giấy tờ của người nước ngoài thì bắt buộc phải hợp pháp hóa hành sự để nó phù hợp với cái yêu cầu về mang tính chất tư pháp quốc tế. Tức là những cái giấy tờ này, trước khi các bạn gửi về Việt Nam thì các bạn phải đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của các nước sở tại. Ví dụ như bây giờ tôi nói quý vị và các bạn đang ở Canada thì các bạn sẽ đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của Canada để các bạn xác nhận rằng các bạn là người Việt Nam, các bạn và các bạn ủy quyền cho người Việt Nam nộp đơn. Đồng thời các bạn sẽ gửi những cái chứng từ đầu đó để về Việt Nam cho những cái việc của mình được hoàn tất cho nó đúng về quy trình về pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, như một cái dịp mà có một cái chị khách hàng chị hỏi như vậy thì tôi mới làm một cái video có nội dung là nộp đơn ly hôn ở đâu. Thưa quý vị và các bạn, những video này nó còn những cái mặt hạn chế. Tuy nhiên nếu trong trường hợp quý vị và các bạn có những trường hợp nào khác biệt, riêng lẻ, có những trường hợp nào cần mô tả, cần cái ý kiến tư vấn của luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu thì quý vị và các bạn sẽ nhấn gửi qua cho tôi qua đường tin nhắn, qua cái chế độ riêng tư, chúng tôi sẽ thu xếp và sớm trả lời cho quý vị và các bạn càng sớm càng tốt. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng những người tha hương thì ngoài cái việc là tiếp cận với cái môi trường sống thích nghi là một điều thật cần thiết, tuy nhiên các bạn cũng cần phải mạnh dạn để có những cái cơ hội nhanh nhất để có được cái quốc tịch ở nước ngoài để làm một cái ổn định trong cuộc sống sau này. Và tôi không khuyến khích tất cả đều ly hôn, tuy nhiên nếu như trong trường hợp quý vị các bạn có những vợ chồng có những cái mâu thuẫn thì cái điều tiên quyết mà các bạn cũng cần phải chọn đó là ly hôn. Và mình chọn cho con đường có thể rằng là để sau ổn định cuộc sống sau này và hòa nhập sớm nhất với đời sống của xã hội ở nước ngoài. Xin trân trọng cảm ơn.